toàn bộ vân hoa đào rất là đẹp. Trên mình quý vị xem mà thì Honda giới thiệu chiếc tủ kệ TV đời nào mà chất liệu gỗ mun hoa da báo nhập khẩu ở Lào, gỗ mun Lào, gọi là mun Lào, vân gỗ rất là đẳng cấp và đỉnh cao. Và thì Honda đã hoàn thiện xong một cái ly để chuẩn bị bàn giao cho anh khách hàng là anh Trần Anh ở xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Anh đã đặt thành luôn cách đây 2 tháng và hôm nay chúng tôi đã xong phần cái ly trần, phần nguyên vân gỗ để chuẩn bị bàn giao cho anh khách hàng. Toàn bộ 4 cánh dây 3 phân đục từ quý tùng cúc trúc mai tượng trưng hoa nở 4 mùa. Vân gỗ là rất là đỉnh cao và tự nhiên. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100%, rất là khủng. Toàn bộ là gỗ mù nào rất là ác. Thì mình quý vị xem bên anh Tiến mặc áo xanh ở bên trong đây. Vân gỗ rất là đẹp. Mà chiếc tủ kệ TV nặng tầm khoảng 2 tạ. Để xong rồi lên xe chưa? Lên rồi đấy. Tập trung anh em, tập trung đi. Quay luôn. Rất là đẹp. Bây giờ chúng tôi sẽ khênh chiếc tủ kệ lên xe để di chuyển để ăn não cho anh Trần Anh. Tủ kệ đi gỗ mun. Đẹp chưa? Dạ. Đấy, anh làm kệ nữa. Đấu ba xịt. 55 triệu. Đây anh này mua đấy. Quá đẹp. Anh ăn não. Nặng cấp luôn. Đây là anh Trần Anh. Vợ thì ta ăn gà thế còn gì nữa. Vợ làm con gà là rồi chứ. Trên quý anh xem là người đang quay video clip tại cơ sở ai. Chào. Vết. Lên đi Tiến ơi, tập trung vào, bỏ câu đối ra đã, rút nó kéo ra. Bỏ ngăn kéo ra không rơi. À đánh số nhỉ, đánh số đi, không về không nắp được, đánh số. Có số đấy, xem nào. Cái này có số 1 không? Đâu, lấy bút dạ ghi vào đi. Lấy bút dạ ghi vào hay hơn. Tiến lấy bút dạ đi. Nếu dạ, nếu mũi tên đánh chéo nhau được.